Lực xin chào cô chú anh chị em nhé. Thì hôm nay cái công việc của mình là tỉa bụi cây và banh bờ. Thì cái vấn đề tỉa bụi cây mà nhỏ nhỏ thì mình nghĩ chắc nó không có gì gọi là khó khăn ha. Cũng giống như những bụi cây mà Lực đang tỉa thì nó không có bự lắm đâu, nó nhỏ thôi. Nhưng mình hy vọng cái video này mình có thể chia sẻ cái kinh nghiệm của mình làm đến với những ai đang có những cái bụi cây rậm hoặc có những cái khu mà trồng hoa kiểng ở trước nhà hoặc bên hông nhà mà đã bị rải đá sỏi xuống đó, và muốn danh bờ cho nó gọn gàng, cho cỏ nó đừng có lan lên trên cái đá sỏi đó. Thì mình hy vọng cái video này sẽ giúp được cho những người đang gặp tình trạng này ha. Thì cái vấn đề banh bờ nếu mà không có đá sỏi thì nó rất đơn giản, nó dễ, không có khó ha. Lý do nó khó khăn là vì nó có cái đá sỏi, cho nên mình khi mình banh bờ bằng cái máy quất thì mình phải cẩn thận. Nhưng trong cái video này mình sẽ chia sẻ đến với mọi người cái cách mình banh bờ khi gặp cái tình trạng đá sỏi nhiều ha. Rồi, thì cái người khách của mình đang làm bây giờ ha, cô ấy cũng mới mua ngôi nhà này không có bao lâu, khoảng mấy năm thôi. Thì từ lúc cô ấy mua đến giờ đó thì cô ấy chưa có từng dọn dẹp theo cái bờ cỏ, và cô ấy cũng không biết làm sao nữa. Cô ấy cũng rất là giống như cô ấy bỏ rất là nhiều thời gian vào cái sân vườn của cô ấy để cô ấy săn sóc, nhưng cô ấy không biết làm sao để mà vanh bờ cho nó gọn lại đó cả nhà. Và vì nó có đá sỏi đó, cho nên vì vậy hôm nay mình sẽ làm cho cô ấy và mình sẽ chia sẻ đến cùng với mọi người. Và sau khi mình làm xong mình sẽ nói với người chủ nhà là đi mua những cái miếng mũ ha, miếng vanh, miếng giống như miếng mũ để mình chặn ở vòng vòng cái khu vực mà mình vanh rồi đó, để giảm bớt đi cái vấn đề cỏ nó bò lan vào cái chỗ đá sỏi. Thì cái khu vườn mình đang làm bây giờ đó là cái đá sỏi, cái cỏ nó đã bò vô bao nhiêu xa rồi thì mình không có biết, nhưng mình chỉ làm đại khái là cho nó có cái đường ha, giống như là một cái rãnh á, chứ mình sẽ không có đi sâu đi xa ra ngoài ha, vì mình biết nó còn xa nữa chứ nó không có gần đâu. Nhưng mà mình chỉ làm theo mà hiện bây giờ cái cỏ nó đang bò vô đó. Mình sẽ làm một khoảng một khúc thôi, giống như từ ngoài cái chỗ cỏ đi vào cái bờ đá giống mấy cái chỗ đá sỏi đó, mình làm ít thôi, mình đi vào một ít thôi, còn ở phía ngoài đó nữa thì mình không có muốn đi ra nữa, tại vì nếu mà mình làm cho sạch ở ngoài luôn đó nó mất rất là nhiều thời gian, thì mình phải lấy thêm tiền khách, cho nên mình sẽ không có làm giống như vậy ha. Mình chỉ làm cho nó gọn gàng để cô ấy có cái chỗ bỏ cái miếng chặn cho cỏ đừng có bò vào thôi ha. Thì mình muốn chia sẻ giống vậy.
thì cái người khách này mình cũng đã từng làm rất nhiều công việc cho cô ấy ha. Mình cũng đã từng tỉa một cái bụi cây lớn ở phía sau cho cô ấy, và trong cái lúc trong cái thời gian đó mình cũng có hỏi cô ấy là có muốn mình lo luôn giống như tỉa luôn những cái bụi cây rậm này không, vì lúc đó những cái bụi này nó cũng chưa cao giống như vậy đâu ha. Và cô ấy nói không, cô ấy sẽ lo. Và cứ giống như vậy đến chừng nói sao ngày tháng ha, ngày tháng trôi qua cái những cái bụi cây này nó càng ngày càng lớn lên, và cô ấy không có cái thiết bị ha, không có cái công cụ để mà tỉa cắt nó nữa. Vì vậy hôm nay mình đến để mà mình giải quyết giùm cô ấy ha. Và sẵn đây thì Lực muốn chia sẻ đến cùng với mọi người ha. Thì cái cuộc sống ở Mỹ, nếu ai ở Mỹ thì rất rõ ha. Có những cái công việc nếu mà mình coi nó là nhỏ nhưng mà mình không có làm liền đó, thì cái công việc nhỏ đó nó sẽ trở thành cái công việc lớn. Và cứ ngày tháng trôi qua giống như vậy đó, là khi mà mình đụng bắt tay vào rồi đó thì nó rất là mất nhiều thời gian của mình. Lực biết mình ở Mỹ mình không có thời gian ha, mình không có thời gian, nhưng mà khi mà mình gặp những cái điều nhỏ, những việc nhỏ thì nên giống như là khắc phục liền đi, đừng để cho nó đến khi mà nó to lớn quá thì nó sẽ làm rắc rối thêm ha. Mình đã từng trải qua những cái vấn đề đó, cho nên mình muốn chia sẻ đến cùng với mọi người. Khi gặp những công việc nhỏ, tuy rằng nó nhỏ, nó không có đáng đâu vào đâu, nhưng nếu mình cứ để ngày tháng trôi qua đó thì cái công việc đó nó sẽ trở thành cái công việc lớn. Và mà khi mà đã trở thành cái công việc lớn, nó sẽ làm cho mình giống như là mất thêm thời gian để mà khắc phục nó ha. Rồi, rồi thì video này Lực xin tạm ngưng tại đây ha. Cái phần này Lực xin tạm ngưng tại đây. Có gì Lực sẽ đăng tải lên cái phần tiếp theo, chia sẻ đến cùng với cô chú anh chị em. Một lần nữa Lực xin chúc cô chú anh chị em một ngày được nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị em trong phần tiếp theo của video này. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào tạm biệt.